anh em phát biểu đi. Đang đi nhảy dù. Ôi sắp chết rồi. Awesome, would you do it again? Yeah. Nice, man. Come on over here with Pete, take a couple quick pictures to save your life. Thanks for coming to Skydive Sussex. Come on, chết hết. Về với đất liền rồi. Mệt quá. Năm sau ta làm những gì? 200 gram. Kiểu, one good.